hôm nay là mình đã làm xong sau 3 tuần chị ha, làm xong cái buổi mà mình làm cái công nghệ giảm mỡ bụng với công nghệ Venus 4.0 Express mới nhất tại BB. Một lần thôi mà bây giờ em thấy này, đó, đường eo hoàn hảo luôn, rồi chị quay một vòng cho BB, các khán giả của BB được thấy. Chị không ngờ luôn em. Cả nhà thấy đã không cả nhà? Không ngờ là cái mới là 3 tuần mà nó đã cái kết quả như thế này luôn nha. Chứ lúc trước đó chị chưa làm đâu, cái phần bụng của chị tới 89 luôn em. Dạ, 89cm. 3 tuần mà nó đã xuống còn là 72 thôi. Dạ, là xuống tới hơn 17cm rồi. Chỉ với đúng một lần làm công nghệ Venus 4.0 Express tại BB và mình đã xuống tận hơn 17cm bằng bụng. Là mình có xuống cân không chị? Có chứ, mình xuống khoảng bao nhiêu cân? Nhưng mà cân chỉ xuống là xuống phần mỡ mình thôi. Dạ. Các bạn biết là phần bụng thì nó xuống phần bụng là phần mỡ. Dạ. Nó không có phải mà xuống mà rạc của người mình. Dạ. Chỉ xuống cái phần bụng thôi. Dạ, còn nếu như mà mình kết hợp với chế độ tập luyện này. Nhưng mà em thấy tạng người chị như vậy là ok rồi. Okay. Đối với cái vòng eo này với cái tạng người này là rất là ok. Dạ. Tại vì lúc trước ấy, chị cũng do chị mà cái kiểu như để cho nó to quá, 89 luôn là chị thấy cũng khủng khiếp rồi. Dạ. Mà công việc của chị thì nó nhiều quá, không có thời gian để mà đi luyện tập. Chẳng hạn tới phòng gym thì phải có thời gian, hoặc ở nhà thì có thời gian. Cho nên cái thời gian đó chị cũng chán, mình bỏ mà luôn vậy để mình cứ theo cái số lo quá khủng luôn. Yeah. Xong rồi thì mấy người bạn cũng làm bên này nè, rồi cứ giới thiệu chị qua đây. Mà nói chung là hồi giới thiệu nhiều chỗ rồi nhưng mà chị không có đi, tại thấy cái liệu trình của người ta là làm phải từ 4 đến 5 lần gì đó. Nói chung là nó có liệu trình thời gian nhiều quá, chị không có đủ thời gian đi làm. Thì bạn chị giới thiệu là coi này là cái một lần duy nhất thôi. Cái một lần là đã giảm cân coi như thay ý mình luôn rồi đó. Thì cho nên chị cũng đi qua làm thử thì ai người nói thiệt luôn. Bây giờ nó kết quả như là mong đợi luôn á. Rồi khác hẳn luôn chị ha. Khác hẳn luôn rồi, chị khác hẳn rồi. Chị ơi, em có cái hình trước đây của chị. Trước khi mà tới Beauty Mai, em xin phép chị mình coi lại, được cho khán giả mình coi lại ha. Để thấy được cái sự khác biệt trước sau. Là mất cỡ của em ơi. Dạ, em xin phép chị nha. Dạ, em mời cả nhà. Đây cả nhà mình ha. Cả nhà mình ơi, đây là cái vòng eo trước đây của chị khách của chúng ta nha. Như cả nhà mình thấy thì đây em mời chị coi lại. Ôi thôi, mất cỡ quá. Dạ, thì cũng do công việc thôi chị ha. Do công việc mình quá bận và mình không có thời gian để sắp xếp. Thì cái vòng eo của chị á, trước khi đến với BB Thanh Mai thì là vòng eo của chị là 89cm. Đó, như cả nhà thấy khi mà ở góc độ nghiêng thì cái vùng mỡ ở đằng trước của chị rất là nhiều. Đó. Và chắc chắn là hồi đó là sẽ không mặc vừa cái đầm này rồi. Đúng rồi, cái đầm này bây giờ là chị cái là đầm cũ vậy đây, mặc lên cho bộ. Dạ. Ngày trước kia của thời con gái chị á mà chị mới đây mặc, cái còn sau này bắt đầu chị sinh con nó rồi nó sồ ra tới giờ không chị đâu mặc được đồ đâu. Dạ. Đó, như cả nhà thấy nha. Để em lấy một cái góc khác cho chị mặc thử may rồi nó vừa mới ghê chứ. Nên là chứ còn chị đâu có mua đâu, đồ này đồ cũ rồi đó, không có đồ mới đâu. Đây là cái góc phía trước của bụng của chị Hà cả nhà mình ha. Đấy, nên như cả nhà mình thấy cái eo của chị bị xồ ra nè. Nó không có thon được như hiện tại như cả nhà mình nhá. Đây. 89cm và bây giờ như cả nhà mình thấy là chị còn có 72cm. Chị mới đoán là ảo sát gì đó đâu. 72. Yeah. Ôi em mừng quá. Khách hàng nào mà cũng hài lòng với chị rất là mừng. Vậy nói chung là chị không nghĩ là nó kết quả mà nó vượt quá khi mình suy nghĩ luôn á, không có nghĩ tới. Mà nó lại như vậy, tại vì khi mà làm xong á, đi được kêu đi bác sĩ làm cho mình á, mình về mình bắt đầu cái mình đầu thải qua bài tiết á. Dạ đúng rồi, hệ bài tiết nè, rồi trong rồi hệ tiêu hóa, nó cũng đầu thải ra nhiều loại. Cái người nhẹ nhàng. Có nó nhẹ. Mà nó đặc biệt là nó không ngừng mà nó bị đó, không bị ghen, không bị hốc hác á. Rồi con người chị vẫn bình thường nhưng mà nó bụng thì nó xuống. Mà lúc làm có khó chịu gì không? Nó dễ chịu thế, bình thường là nó cũng hơi kỹ nhiên, tất nhiên là nó cũng cái máy móc mình vô thì nó hơi hơi vậy, nhưng mà rất là dễ chịu không? Nhưng mà chị ngủ mà thế bình thường. Đúng rồi, mình ngủ mình giấc dậy thôi. Và tự nhiên mấy ngày sau cái ký của mình cứ giảm giảm dần, bụng mình cứ nhỏ dần. Và không ngờ là hình như là nó hút mỡ hay sao vậy? Nó là theo cái cơ chế là đông hủy mỡ. Nó sẽ lựa chọn những tế bào mỡ ở trong phía trong vùng bụng của chị, nó đông đi và nó hủy nó bài tiết theo hệ bài tiết đó chị. Nó xuống nhầm ghê luôn á. Rồi ông xã được là nhà cũng xét gì không? Đó, chưa. Tay đẹp quá mà. Trời ơi, giờ ông xã chị về cứ khen ấy. Nó rồi xong biểu gì đi mua may đồ, nhưng mà tại chị cũng chưa kịp may, chị mới lấy đồ mà cũ ngày xưa của hồi chị có con á. Chị thấy mặc thử ăn là mặc nó vô nó vừa y luôn. Cái ông kia trời ơi, vậy thôi thành công rồi, coi như là ông cứ ngày đang tốt nè, như là tiền thì tốn không bao nhiêu,
mà công không có mất tốn gì hết trơn mà lại được như vậy quá quá ok. Châu ổng cứ thèm biết kìa. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị. Dạ, không chỉ mình chị đâu mà rất là nhiều khách hàng khi mà thực hiện cái liệu trình này xong tại BB Mai đó chị thì cũng giảm xuống số ký này và số vòng eo rất rất là nhiều luôn đó chị. Mà với sự kết hợp của bác sĩ ha, mình lắng nghe chia sẻ của bác sĩ về luyện tập nè, chế độ ăn uống nữa thì chắc chắn là cái form của chị nó sẽ còn đẹp hơn nữa so với bây giờ. Chị nghĩ nó còn đằng phải nữa đây em. Dạ, chị nghĩ còn. Dạ. Chắc sẽ còn xuống nữa, chị mong là xuống trở sau 8 thì bà hoa hậu. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Hà rất là nhiều. Và cả nhà nếu như là đang quan tâm đến cái vấn đề mình giảm béo sau sinh này, thân hình phụ nữ sau sinh này thì mình có thể tham khảo liệu trình này tại BB Thanh Mai nha. Chi phí vô cùng tiết kiệm mà chỉ có làm đúng một lần thôi. Cảm ơn cả nhà và cảm ơn chị Hà rất là nhiều ngày hôm nay đã đồng ý tham gia live stream của BB ạ. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, xin chào cả nhà. Công nghệ Venus 4.0 Express được thiết kế nhằm mục đích phá hủy lớp mỡ dưới da của khách hàng mà không gây hại đến các mô xung quanh hoặc các vùng dây thần kinh. Chính nhờ công nghệ làm lạnh tiên tiến này mà cả nhà có thể dễ dàng loại bỏ lượng mỡ thừa trên cơ thể và không cần phải xâm lấn hay dao kéo. Công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo tự động tính toán các thông số được khuyến nghị dành cho mỗi đầu tiếp và được kết nối với thiết bị làm lạnh tương ứng giúp tăng hiệu quả đánh bay mỡ thừa không mong muốn ở trên cơ thể. Cơ chế còn được thiết kế để làm lạnh tới nhiệt độ mục tiêu là âm 9 độ C, mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với trước đây, nâng cao hiệu suất lên tới hơn 18,1%. Công nghệ còn tăng khả năng hút lên tới hơn 20% và có khả năng điều chỉnh các mức độ làm lạnh và mức hút khác nhau để kỹ thuật viên hoặc bác sĩ có thể dễ dàng điều chỉnh trong quá trình điều trị cho khách hàng. Venus 4.0 Express có các đầu tiếp làm lạnh đa dạng được thiết kế hoàn hảo nhất, phù hợp cho nhiều hình dáng khác nhau của cơ thể và mỗi đầu tiếp được tùy chỉnh phù hợp giúp đạt được hiệu quả cao trong việc giảm tế bào mỡ, cải thiện các đường nét trên cơ thể tối ưu nhất. Luôn chú trọng đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp chất lượng 5 sao, BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ và hàng ngàn khách hàng khắp cả nước. BB Thanh Mai tự hào có giám đốc y khoa là tiến sĩ bác sĩ Thai Nach Lily, là bậc thầy y khoa nổi tiếng trên toàn cầu, là diễn giả tại nhiều hội nghị lớn tầm cỡ quốc tế, chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa lớn trên thế giới và hiện tại là cố vấn cấp cao cho nhiều hãng thiết bị y tế hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Thai luôn cập nhật và giảng dạy các công nghệ mới nhất này đến các bác sĩ trên toàn thế giới và đưa ra những cái phương pháp làm đẹp tối ưu nhất cho từng trường hợp khách hàng. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai, người đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng về thẩm mỹ viện như thẩm mỹ viện tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trị hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước luôn lui đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Mong rằng BB sẽ có cơ hội được giúp quý khách nâng tầm nhan sắc. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB.